Vâng, em xin chào tất cả các bác. Em có cái mặt hàng như tép kèn rất là nhiều loại, có cái giá buôn rất rẻ và có cái giá lẻ rất tốt. Các bác cùng tham khảo các mẫu tép kèn khác nhau. Đây là đôi tép kèn của Leo liền khối giờ xếp này. Con này của nó bích 7 màu và lõi cái cốc của nó cốc nhôm đúng không ạ? Cái lõi bằng kim loại và khe từ có viên đồng. Đây là tép xịt của Leo liền khối giờ xếp. Đấy, Leo liền khối nhá. Cốc của nó cốc nhôm. Đây là tiếng tép của tép neo thì rất là tí tách và lanh canh. Còn các bác cùng xem ở đây, các bác có thể mua để chế rời ở ngoài, như các cái dòng em mua phễu tặng cho tụ trở thì em cũng bán rất là nhiều hàng ngày lên đường như thế luôn. Thì đây là đôi tép kèn JBL côn 38, mẫu này côn dẹp và tiếng của nó rất là tí tách và lanh canh. Còn đâu các bác mà mua các cái loại bình thường ý, thì nó chỉ côn 34 thôi. Còn con này côn của nó 38 nhá, con này côn 38 từ 100 côn 38. Bình thường các loại khác thì côn 34 thôi, còn côn 38 các bác lưu ý cho em, bích rất dày luôn, đánh hay lắm. Còn mấy mẫu này mà đánh gia đình thì rất là tí tách và lanh canh này. Còn anh em mà thích khủng đúng không ạ, bình thường các dòng 450 chỉ từ 120 côn 4, nhưng con này của em là từ 140 và côn 44. Con này của kèn gen xoáy, loại từ to khủng, chuyên đánh các cái dòng 40 côn 76 và 30 khủng đấy. Loại này gen xoáy anh em nhé. Và tiếp đến là một đôi tép 750 giờ xếp. Đôi này em quên không lên tem này. Lên tem thì cũng chỉ là dán tem giờ xếp như các cái mẫu này thôi đúng không ạ? Như JBL tất cả đều là hàng dán tem hết. Mới đập hộp ra thì nó sẽ như thế này. Từ 170 và côn 75 dây dẹt và khe từ có viên đồng cốc nhôm. Con này sử dụng cho các dòng loa sự kiện các bác nhé. Sự kiện hoặc full đôi 30 thì mình sử dụng các cái dòng này. Anh em có nhu cầu đến con côn 38 này thì có giá là 600.000 một đôi. Bình thường các dòng khác chỉ rơi vào tầm 450 đến 500, nhưng con này của nó hàng đẹp và côn dẹt, tiếng hay. Anh em mà thích hàng tiếng hay thì có thể thêm được 50% để đánh chơi con này. Đấy, còn con leo khối này lõi kim loại là 1.400.000 một đôi. Anh em có thể lấy cả phễu và tụ trở để chế rời ở ngoài nhá. Còn con này 1.050.000, đây là hàng siêu khủng luôn. Còn con giờ xếp 750 này có giá 1.250.000. Các bác có nhu cầu đến mẫu nào ạ? Thích mẫu nào em sẽ ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện để cho các bác nhận hàng được kiểm tra thanh toán nha. Các bác chế rời sẽ báo em để em lắp cho các bác vào thành hộp, hoặc là đưa phễu với cả tụ trở cho anh em để anh em chế rời nhá.